Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo nhà nước về các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, đã chủ trì họp phiên thứ 5 của ban chỉ đạo nhằm kiểm điểm kết quả và bàn các giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy thực hiện các công trình dự án. Phiên họp được thực hiện theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ trụ sở Chính phủ đến với 43 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương đang có các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Mở đầu phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, trong nhiệm kỳ 2021-2026, nhà nước bố trí 400.000 tỷ đồng cho phát triển giao thông. Đây là khối lượng công việc rất lớn, các công trình dự án được phân bổ rộng khắp trên cả nước, với các dự án giao thông trục Bắc Nam, Đông Tây và kết nối 6 vùng kinh tế xã hội. Do đó, ban chỉ đạo phải thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc để hoàn thành nhiệm vụ đặt ra. Thủ tướng nhấn mạnh, trong 3 động lực tăng trưởng gồm đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu, thì xuất khẩu còn phụ thuộc vào thị trường bên ngoài. Còn hai động lực có thể chủ động thúc đẩy đó là đầu tư và tiêu dùng trong nước. Để thúc đẩy đầu tư công, các bộ ngành phải đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, sớm phê duyệt các dự án, tích cực giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công khẩn trương, cấp phép khai thác các mỏ nguyên vật liệu san lấp xây dựng, thông qua đầu tư công để đưa nguồn vốn vào nền kinh tế, tạo công ăn việc làm, tạo sinh kế cho người dân, kích hoạt các hoạt động kinh tế, thúc đẩy phát triển. Thủ tướng đề nghị các thành viên ban chỉ đạo, lãnh đạo các bộ ngành địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, nhân dân, gương mẫu, tích cực, chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, chống tiêu cực tham nhũng trong thực hiện các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Các bộ ngành địa phương phải phối hợp chặt chẽ với nhau để tháo gỡ các vướng mắc, thúc đẩy thực hiện các dự án.